Tập phim Lạc vào sở thú. Hả? 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 Lạ thiệt. Hôm nay Méo không đi học, cũng không có ở nhà. Chẳng lẽ Méo lại qua nhà bà Tư mặc bưa chơi điện tử? Đồ lười biếng, dám để mình dẫn chương trình một mình. Xin chào quý vị khán giả, đây là bản tin buổi chiều. Sở thú vừa cho biết người ta tìm thấy được con heo mất tích cách đây 3 ngày tại tiệm điện tử nhà bà Tư. À, thả tôi ra. Thả tôi ra. Trời ơi, thả tôi ra. Trời ơi, Méo, Méo được lên TV kìa. Sướng quá à. Ủa, mà hình như Méo bị bắt vô sở thú thì phải. Ý chính là họ hàng gần gũi nhất với chúng ta. Thích di chuyển bằng 4 chân, nhưng có lúc khỉ cũng có thể đi bằng 2 chân. Đặc biệt với đôi tay linh hoạt, chiếc đuôi khéo léo, khỉ còn di chuyển bằng cách chuyền các cành cây rất giỏi nữa đó. Dành khá nhiều thời gian sống trên cây, nên một chiếc ổ được đan bằng cành lá với khỉ đó chính là nơi an toàn và thư giãn nhất. Sao lại bắt tôi? Tôi là Méo, không phải con heo. Thả tôi ra. Ê tê, lộn xộn quá, để cho người ta ngủ nữa. Đúng rồi đó, heo thì nhận là heo đi, Méo Méo cái gì ồn ào dễ sợ à. Trời ơi, khuyên lắc khuyên lơ rồi, biết miệng con này lại đây. Ông là loài sống theo đàn rất đông đúc. Trong một đàn ông có thể lên tới 50.000 con đấy. Tuy đông đúc như vậy, nhưng đàn ông không bao giờ xảy ra cãi nhau đâu. Nhưng mà chúng luôn tuân thủ quy tắc phân công công việc. Trong một đàn ông, chỉ có một con ông chúa. Ông chúa rất lười biếng, nó chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ ăn thôi, nên thân hình của nó lúc nào cũng mũm mĩm. Tuy lười biếng như vậy, nhưng ông chúa lại có nhiệm vụ rất quan trọng đây. Đó chính là sinh em bé. Các ấu trùng ông khi mới được sinh ra chỉ là những cái trứng nhỏ xíu, đặt trong những chiếc đôi hình lục giác và được các bảo mẫu ông thợ nuôi dưỡng. Ông thợ ngoài công việc bảo mẫu ra thì còn phải đảm đương rất nhiều việc khác, như là kiếm mật hoa nè, xây tổ nè, và bảo vệ tổ nữa đó. Loài ong thường làm tổ của mình treo trên các cành cây cao để tránh động vật ăn mật như gấu hay những tác động xấu từ môi trường xung quanh. Thọt vào chuồng để chọc tụi nó. Bây giờ bị ngược lại. Ở đây ai cũng có gia đình, sống cả bầy. Còn tôi có một mình nên bị ăn hiếp nè. Mời các bạn cùng đến thăm một đại gia đình nhà cầy bốn ngón. Các bạn ấy đâu rồi nhỉ? Các bạn ấy đây rồi. Các bạn cày bốn ngón làm tổ dưới mặt đất đó. Tổ của cày bốn ngón giống như một thanh phố ngầm dưới lòng đất vậy. Gồm có rất nhiều hang hốc nối với nhau và có nhiều cửa lên trên mặt đất. Một cộng đồng nhà cày bốn ngón có thể lên tới 50 thành viên lận. Những thành viên trong cùng một nhóm rất gắn bó và thường xuyên chạy chuốc cho nhau đó. Điều đặc biệt ở gia đình lớn này là khi các bạn ấy lên trên mặt đất kiếm ăn, sẽ luôn có một thành viên đứng trông cho những thành viên khác. Chỉ
thấy bóng dáng một cày săn mồi đáng sợ thì chú cày canh gác này sẽ cất tiếng báo động cho gia đình mình để cùng lẩn trốn. Nhà cày bốn ngón cũng có những cô cày chuyên trông trẻ đó. Những cô ấy chăm sóc cho những em bé cày rất tận tâm. Khi có báo hiệu nguy hiểm, những cô trông trẻ sẽ đưa những bé cày xuống hang. Một số cô cày khi chưa có con còn có thể đi làm vú nuôi cho những gia đình cày khác. Ngôi làng như lòng đất của cày bốn ngón thỉnh thoảng lại chào đón một số vị khách đến ở chung như sóc hay cày lõm vàng, vì các bạn cày bốn ngón thiếu khách lắm. Bây giờ phải làm sao để cứu méo ra đây ta? Ai bảo ăn cho mập vô rồi bị nhìn lộn thành heo? Xin chào quý vị khán giả, sau đây là bản tin giật gân. Sở thú vừa tìm ra con heo bị mất tích thật sự tại khu vườn gần tiệm điện tử. Méo vừa được thả tự do vì bị bắt lộn. Hết bản tin. Yeah, tôi được tự do rồi. Méo ơi. Méo ơi. À, cho bác theo vô. Mọi người ơi, mạnh dạn nha. Tôi đi đây. Voi sống theo bầy gồm toàn những bà mẹ to lớn cùng những em bé voi dễ thương. Gia đình voi rất yêu thương và gắn bó với nhau, và tất cả đều nghe lời bà voi đầu đàn. Thú vị nhất là trong bầy còn có một bang trông trẻ cho những bà mẹ bận rộn kiếm ăn. Hả? Ủa, méo dê rồi. Méo được sinh ra lần nữa, tôi sẽ làm con voi. Ai cũng yêu quý voi hết, chẳng ai thương méo. Cậu đừng có lo, không ai bắt cậu lần nữa đâu. Thấy cậu được thả tự do, tớ mừng quá à. Đừng có xạo, cậu dẫn chương trình một mình vui lắm chứ gì. Tôi bị nhốt trong đó, kêu khản cả cổ mà cậu có thèm tới cứu tôi đâu. Tớ đang ở nhà tìm cách chứ bộ. Tớ nghĩ giờ cậu nên ăn ít lại đi, chứ mập quá người ta bắt lộn nữa thì khổ. Cậu còn dám chọc tôi hả? Tớ có cố ý vậy đâu. Mà chương trình sắp hết rồi, cậu đọc câu hỏi cho các bạn đi. Các bạn ơi, đàn voi thường nghe theo lời của ai nè? A. Bà voi đầu đàn. B. Voi mẹ. C. Voi đực. Và D. Voi con. Các bạn nhớ đón xem chương trình vào lúc 17:10 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 nha. Sau đây là chương trình chuyện lạ đó đây. Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài động vật vô cùng kỳ lạ, có màu xanh và dài thon. Xin mời quý vị cho các bạn cùng chiêm ngưỡng loài vật này. Thả tôi ra, thả tôi ra. Im đi méo, để tớ nói cho các bạn nhỏ cái này đã. Các bạn nhỏ ơi, để các bạn yêu thích méo dài dài, các bạn nhớ nhấn nút like và subscribe để theo dõi tụi mình nha. Thông minh là bút chì tôi bạn nghe, em út tôi là bút vàng hay lè nhè. Hôn hăng hả? Méo và dài là những con bò. Đầu 20 cm, tai không có, cổ quá ngắn, thân 30. Ủa bà ơi, sao hôm nay bụng bà bự chà bá vậy? Nè, hỏi nữa. Em rất thương bố, vì bố hay làm người mẫu cho em vẽ, làm con ngựa cho em cưỡi trên lưng, làm xích đu cho em quay vòng vòng. Con méo lại dám đẹp hơn ta hả? Nó sẽ phải chịu lời nguyền khủng khiếp nhất. Lời nguyền gì quan ông? Đó chính là... chính là... ta chưa nghĩ ra. Nói vậy cũng nói. Chị buồn quá, chị muốn khóc quá.
chị đừng khóc. Chị chưa khóc. Quá wow, kem ha. Ngày nay có một bà dì ghẻ tên Dài vô cùng độc ác. Hả? Sao dì ghẻ lại phải là độc ác chứ? Dì rất hiền. Sống cùng với bà dì ghẻ là Méo, cô con riêng của người chồng đã qua đời. Cô này vừa xấu vừa chảnh, lại còn lười biếng nữa. Ước mơ của cô là được lấy một chàng hoàng tử đẹp trai như trong chuyện cổ tích. Ngày xưa em bán ve chai, ngày nay em cũng bán ve chai. Bây giờ em cũng bán ve chai. Ê, cậu thấy tôi giống bò chưa? Rồi, giống lắm. Kêu tiếng bò nghe coi. Âm bò. Yeah. Bà ơi, đi chơi đá banh với con đi. Yeah.